Các bạn ơi, hôm nay mình có một món hời dành cho các bạn. Các bạn đã bao giờ thấy một cái máy tính bảng nào ấy mà có 1,5 triệu mà lại được tặng kèm cả một cái bao da xịn như thế này ấy chưa ạ? Bình thường là cái bộ bao da này ở bên ngoài ấy, nó phải mấy trăm nghìn rồi. Nếu mà trừ đi cái bao da này thì khéo khi là cái máy tính bảng này cũng chỉ còn có giá là khoảng hơn triệu. Trời ơi, hơn triệu đồng. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy một cái mẫu máy tính bảng nào mà lại có thiết kế bằng kim loại hay không ạ? Các bạn không nghe nhầm đâu nhá, hơn 1 triệu máy tính bảng có thiết kế bằng kim loại các bạn ạ. Úi dồi, quanh camera đấy này, còn làm theo kiểu là mạ vàng hồng nữa đấy này. Úi dồi ôi, các bạn đã bao giờ thấy một cái mẫu máy tính bảng nào mà hơn 1 triệu mà có loa ngoài là loa kép hay không ạ? Loa kép, trời ơi, vẫn chưa hết đâu này. Cái phím nguồn với cả phím tăng giảm âm lượng nó còn làm tỉ mỉ đến mức độ là chỗ này nó còn khoét vào bên trong như này để cái viền của nó này nhìn như là siêu phẳng luôn ấy. Này, rắc cắm tai nghe này để đúng ở cái vị trí này, quá hoành tráng luôn, để lúc mà cắm vào nó không bị vướng, quá tiện lợi. Các bạn đã bao giờ thấy một cái máy tính bảng 1,5 triệu nào mà nhìn cái hộp này, ngoài cái việc là làm tử tế ra nhá, thì này, đầy đủ luôn các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cái củ sạc. Lúc đầu thì mình nghĩ là ui dồi, 1,5 triệu chắc là cái củ sạc vớ vẩn 5V 1A. Nhưng đây là củ sạc 5V 2A, gấp đôi cái mức mà mình kỳ vọng. Tất nhiên mình nói luôn đây không phải là sạc nhanh, nhưng rõ ràng là với cái tầm giá này thì mình nói thật, các bạn mua sạc 5V 2A bên ngoài cũng tốn một tí tiền rồi đấy, đúng nào. Đây, cáp này, cáp Type-C. Trời ơi, hơn 1 triệu có cáp Type-C. Bình thường nó chỉ là micro USB thôi, đây là Type-C đấy nhá. Bình thường những thứ này chúng ta cứ tưởng tượng là nó phải có, đúng không? Nhưng không, trong cái tầm giá này không có gì là phải hết, mà tự nhiên nó có thì là quá ngon, đúng không ạ? Và thậm chí này, có cả tai nghe. Ui trời ơi, có cả tai nghe, thực sự là mình cũng quá bất ngờ luôn. Vẫn chưa hết các bạn ạ. Hơn 1 triệu thôi mà bộ nhớ trong của nó lên tới 64GB. Đấy, RAM 4, bộ nhớ trong 64GB. Bình thường ở trong cái tầm giá này mình nói thật luôn nhé, khéo khi là RAM 1 bộ nhớ trong 16, hoặc là ví dụ như RAM 2 bộ nhớ trong 32 đã đáng để mà khen rồi ấy. Còn đây RAM 4 bộ nhớ trong 64, vẫn chưa hết đâu. Màn hình kích thước lên tới là 10 inch. Và mình có hỏi anh em ở bên trong phòng mình bảo là 10 inch chắc con điện thoại, à, cái con máy tính bảng chắc tầm khoảng 1,5 triệu thì chắc là cái cỡ màn hình kiểu như là 480p. Nhưng không, đây là HD các bạn ạ. 800 nhân với cả 1280, đây là 800p đấy. Rồi, camera này đặt ở vị trí nằm ngang như thế này luôn. Để mình xem là cái chỗ này nó là cái chỗ gì đây. Khi mà mình tháo cái khay này ra đó, đây, thì các bạn nhìn này, có hỗ trợ luôn cả sim và thẻ nhớ luôn. Ui xôi ôi, iPad mà đến các bạn mà muốn có khay sim ở iPad đâu, ôi thêm vào rất nhiều tiền, cái này mặc định có luôn. Nào, thế thì theo các bạn thì cái mẫu này liệu trong thời gian sắp tới nó có cháy hàng hay không ạ? Đấy, bán cho bạn, các bạn học sinh, sinh viên hoặc là thậm chí là phụ huynh nào ấy mà mua cho con về để mà học online, kể cả con bạn có học mẫu giáo mà muốn học online hay là thích xem YouTube của chú Dương Dê ấy, thì ui dồi ôi. Rồi, thế thì những yếu tố khác thì sao? Pin 6000 mAh thì thực ra cũng ở mức độ bình thường thôi, nhưng rõ ràng là với một sản phẩm như này là mình thấy là cũng ok rồi. Đúng là màn hình độ phân giải nó cũng không phải là cao. Đấy, Android cũng là cái Android đời cũ thôi, Android 11, nhưng cũng không phải đến mức độ gọi là quá cũ. Còn con chip ấy, thì cũng chỉ là cái con chip Unisoc thông thường thôi. Đây là con chip Unisoc T310 nhé các bạn nhé. Đây, mình vào trong AnTuTu mình cho các bạn xem này. Đấy, và cái điểm số AnTuTu cho ra thì cũng chỉ rơi khoảng 163.000 điểm thôi. Ô, nhưng mà 163.000 là cũng cao hơn tương đối so với một số những con điện thoại mà có tầm khoảng hơn 100.000 điểm AnTuTu chứ, đúng nào. CPU thì sẽ rơi khoảng 56.000 và GPU sẽ rơi vào khoảng 12.000. Đấy là những cái thông tin. Còn tất nhiên, trải nghiệm những cái con như thế này thì mình cũng nói luôn, không ai có dở hơi mà lại đi test game nặng đâu. Mình không biết ông nào cũng đào Liên Quân về đây này. Liên Quân cũng không phải là game quá nặng, nhưng mà mình nghĩ là hôm sau biết đâu admin kha cứ thử test thử xem nó như nào. Còn mình nghĩ là đối với những cái sở như này thì cái mà chúng ta quan tâm là gì? Đấy là
trải nghiệm YouTube. Mấy ông Xiaomi lại làm giống iPhone 14 Pro Max không không? Cạn nghe này. Này, cạn xem này. Đấy, trải nghiệm YouTube này, Next này. Này. Next tiếp này. Này. Next này. Cạn nhìn thấy không ạ? Ồ, cũng được ấy nhỉ. Này. Và kênh Dương Dê này. Ui ôi. Nhanh phết ý này. Ô. Mình cứ tưởng là tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi chắc phải lag phải giật cơ, nhưng không, không, đây đây. Xem độ phân giải được lên tối đa là bao nhiêu nhá. Độ phân giải tối đa. Ô, được 1080p luôn này. Đấy. Cạn nhìn không ạ? Tất nhiên nó sẽ không xem được video 4K các thứ đâu. Mặc dù video này mình up lên là dạng 4K nhưng mà nó không xem được đâu. Thử vào Chrome nhá. Này. Ô. Thử xem nào. VN Express nhá. Này các bạn nhìn này. Này. Đây thử trực tiếp luôn cho các bạn xem luôn. Đấy. Này ô. Cũng được của nó đấy nhờ. Để đọc báo thì chỉ cần như này thôi. Đấy, hay thậm chí là bạn nào mà mua về cho phụ huynh, ông bà, bố mẹ cái thứ ấy, là được. Đại loại nó là như thế. Đấy anh em chỉ cần quan tâm camera đấy chứ. Camera nó có đủ bộ luôn nhá. Cả camera sau lẫn camera trước nhá. Camera sau ấy thì là 8 chấm, camera trước thì là 5 chấm. Các bạn nhìn nữa này. Có cả đèn flash cho cái camera sau luôn. Có cái đèn flash luôn này. Đấy, để ví dụ như là cạn mua cho ông bà bố mẹ mà đêm mà có dậy đi vệ sinh cái thứ ấy, thì cũng có thể bật cái đèn flash lên được. Không nhiều máy tính bảng là trang bị flash đâu. Điện thoại thì trang bị flash, đấy là những cái thứ hiển nhiên rồi. Nhưng mà trên máy tính bảng thì không có gì là hiển nhiên cả đâu nhá các bạn nhá. Đều phải thêm tiền đấy. Thì cái này luôn này. Cũng được chứ nhờ. Rồi, chứ còn camera thì thử vài bức cho nó vui. Đúng nào, để xem là hơn triệu bạc thì camera nó sẽ như thế nào. Đấy. Mình nghĩ là chắc cơ bản thôi. Đây, mình sẽ thử nhá. Và bây giờ là mình đang quay video bằng camera trước của cái mẫu máy tính bảng Yuho Tab 10 inch này đây. Đấy. Ôi dồi ôi, màn hình 10 inch có vẻ to đấy nhỉ. Đây. Các bạn nhìn này, mình quay ngược sáng đấy nhá. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, này bóng đèn Kino, à bóng đèn Shopbox kìa. Sáng chói luôn kìa. Đấy. Các bạn nhìn thấy như thế nào? Selfie nhá, thử xem nào. Đấy, cái camera trước này nó có 5 chấm rồi đấy nhá. Đấy, còn camera sau 8 chấm nè, mình sẽ thử xem nào. Còn đây là chất lượng của camera sau. Hơi tệ đúng không các bạn? Nhưng mà mình nghĩ là trong cái tầm giá này thì cũng chỉ thế thôi, đủ để chúng ta có thể gọi điện video call với cả học online thôi. Thực sự là camera rất tệ, mình nói luôn là rất tệ. Nhưng tệ ở đây là so về những cái máy đắt tiền. Chứ còn tầm này thì mình nói thật chứ có camera nó là tốt rồi. Đấy, anh em cảm thấy sao ạ? Triệu đến triệu rưỡi mà lại có luôn cả cái bao da như này. Và cái loại bao da này nhá, nó cũng là cái loại bao da mà có thể để làm cái chân đế được luôn đấy nhá. Đây, các bạn nhìn này, đây, làm cái giá đỡ điện thoại luôn này. À, làm giá đỡ máy tính bảng luôn này. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, mình quay cái này để mình ấy rồi. Này, bên trong của cái loại bao da này, sờ vào này, nó còn có một cái lớp mềm mềm ấy. Đấy, giống kiểu da lộn ấy, sờ vào nữa này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Bên ngoài này nhá, còn giả da đấy nhá. Thôi thôi, anh mình nói thật chứ, chỉ sợ video này lên YouTube anh em đổ xô đi mua cháy hàng chết giờ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Và rất là cảm ơn hệ thống hoanghamobile.com đã hỗ trợ mình sản phẩm để thực hiện video này. Tất cả thông tin các bạn có thể kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này nhé. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến website của Hoàng Hà Mobile. Hoàng Hà Mobile đang là một trong những đơn vị phân phối cái dòng sản phẩm này với mức giá rẻ nhất ở trên thị trường. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.